Đây đang trồng sen cả quế vào đây nhỉ? Thế nó bị bệnh thì mình xem bệnh gì để phun vào để chữa hả? Ui đất tốt thật đấy nhỉ, dốc nhưng mà đất tốt lắm. Ui dồi, nó mà lăn thì xuống tận rỗng kìa. Qua cây nào cũng sai chiếu quả này. Làm sai nó nhưng mà có được giá đâu, khổ cái người rồng thôi. Xong rồi cắt sát đó. Cắt sát đó. Này có cái quả gì bé bé đây nhỉ? Hả? Quả gì bé bé? Quả đấy là hoa thôi, cái cỏ thôi bác ạ. Cam thì có quả đây nhưng mà bán dân bán như này thì đói mất thôi. Không có tiền chăm sóc đâu. Chết đói. Không tiêu thụ được. Ôi giời. Đấy. Ui dồi, lăn hết xuống rồi. Lăn hết xuống khe. Cái cành này nó sắp gãy rồi, bảo cắt đi cho nó khỏi gãy. Dài quá. Này mệt cái công vận chuyển. Ui mày quá rồi. Công vận chuyển mới khó. Đường đi xa quá. Ở đây còn gần đấy bác ạ. Còn vào tận trong kia cơ. Trong nào nữa? Tít trong nhưng còn nhiều lắm. Trong kia xem. Mấy mông như kìa. Ờ nhỉ. Dễ đường nào? Đây là còn vườn này đầu tiên ở ngoài này rồi. Chứ kia họ còn trồng trên đỉnh đồi ấy đúng không? Còn xa lắm. Ông ấy đang phát mai trồng quế. Còn cái kia cam chết hết đấy thì cũng cam kia của họ chứ. Nhiều lắm. Trong kia có mà đây luôn. Em cứ cam ở nương kia nó đẹp như này. Bên nào? Nương em ở cách đây 3-4 cây thôi. Thế nhìn nhiều thế á? Dạ. Nhiều nương thế á? Vâng, nhiều mà. Nhưng mỗi cái là không có tiền đâu. Bây giờ chị hương cam rẻ quá. Đáng nhẽ nhiều thế là phải giàu ấy chứ. Kia họ còn nằm tròi để trông nghe phải không? Em còn lên rồi, em chưa biết lên cả cách nào đây. Định lên đây á? Lên làm sao được cái chỗ này?